Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh youtube chính thức của báo điện tử VTC News. Thưa quý vị, mới đây, lãnh đạo các đảng cánh tả đe dọa luận tội Tổng thống Pháp sau khi ông từ chối bổ nhiệm ứng viên của mặt trận bình dân mới NFP làm thủ tướng. Pháp đã lún sâu hơn vào tình trạng hỗn loạn chính trị sau khi Tổng thống Emmanuel Macron từ chối chỉ định một thủ tướng từ liên minh cánh tả, giành được nhiều ghế nhất tại quốc hội trong cuộc bầu cử hồi tháng trước. Theo các điền, Tổng thống Pháp hy vọng các cuộc tham vấn sẽ phá vỡ bế tắc chính trị sau bầu cử. Hiện nay khi Quốc hội Pháp bị chia thành 3 khối gần như bằng nhau là cánh tả, trung dung và cực hữu, trong đó không khối nào chiếm đa số ghế. Sau 2 ngày đàm phán với các lãnh đạo đảng và Quốc hội để phá vỡ bế tắc và cho phép ông chỉ định một thủ tướng với sự ủng hộ của nhiều đảng, quyết định không chọn ứng viên của liên minh mặt trận bình dân mới của tổng thống Macron đã vấp phải sự giận dữ và đe dọa luận tội. Đảng nước Pháp không cúi đầu, LFI mới đây tuyên bố rằng tổng thống vẫn không chấp nhận kết quả phổ thông đầu phiếu, trong đó mặt trận bình dân mới, NFP dẫn đầu. Ông ấy từ chối bổ nhiệm bà Lucy Castes làm thủ tướng. Với tình trạng này, các nghị sĩ Đảng nước Pháp không cúi đầu, LFI sẽ trình đề xuất luận tội bất kỳ đề cử nào khác cho vị trí thủ tướng nếu không phải là Lucy Castes đều sẽ vấp phải đề xuất phản đối tại quốc hội. Liên minh cánh tả NFP trước đó đề nghị Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bổ nhiệm nhà kinh tế học 37 tuổi Lucy Castes, hiện là giám đốc tài chính tòa thị chính Paris, làm tân thủ tướng và thành lập chính phủ mới. Tuy nhiên, sau hai ngày mới đây cùng lãnh đạo các đảng phái và lãnh đạo nghị viện, ông Macron thông báo không thể chấp nhận ứng viên của NFP. Ông giải thích rằng chính phủ mới với thủ tướng cánh tả đứng đầu chắc chắn không thể đạt đủ số phiếu tín nhiệm ở quốc hội và ứng viên của NFP đe dọa ổn định thể chế. Ông Macron nói: "Tôi có trách nhiệm không được để cho đất nước rơi vào tình trạng bế tắc hay suy yếu. Tôi kêu gọi mọi thủ lĩnh chính trị hãy thể hiện tinh thần trách nhiệm." Tổng thống Macron cho hay vòng tham vấn mới với các lãnh đạo đảng và những chính trị gia kỳ cựu bắt đầu vào ngày 27 tháng 8. Sau thông báo trên, NFP cho biết sẽ không tham gia các cuộc đàm phán tiếp theo ngoại trừ thảo luận về việc thành lập chính phủ. Chủ tịch LFI cũng đã cáo buộc người đứng đầu nhà nước tạo ra một tình huống cực kỳ nghiêm trọng. Ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump đã đề xuất tỷ phú Elon Musk có thể đóng vai trò cố vấn trong nội các của ông. Ông Trump nói, ông Elon Musk muốn tham gia, nhưng ông ấy đang điều hành các doanh nghiệp lớn nên ông ấy không thể phục vụ trong nội các. Cựu Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh ông có mối quan hệ tuyệt vời với ông Elon Musk, người trước đó tuyên bố sẵn sàng đảm nhận một vị trí tại Nhà Trắng. Doanh nhân này cũng đăng tải hình ảnh của mình sau bục phát biểu với chú thích bộ hiệu quả của chính phủ. Đầu tháng 8, trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Anh, ông Trump đã mô tả ông trùm công nghệ Musk là một người rất thông minh. Thời điểm đó, ông Trump nói: "Tôi chắc chắn sẽ bổ nhiệm ông Musk vào nội các nếu ông ấy sẵn sàng." Theo Đài RT, trong thông điệp đăng tải trên mạng xã hội X, ông Musk cũng viết: "Tôi sẵn sàng phục vụ Ông Musk hiện là người giàu nhất thế giới với tổng trị giá tài sản ước tính khoảng 227 tỷ đô la Mỹ. Ông từng tự nhận là người trung lập về mặt chính trị và tránh xa chính trường. Đầu năm nay, tỷ phú này thậm chí từng tuyên bố sẽ không tài trợ cho bất kỳ ứng cử viên tổng thống nào ở Mỹ. Tuy nhiên, ông Musk gần đây bắt đầu công khai ủng hộ chiến dịch tái tranh cử của ông Trump. Sau vụ ông Trump bị ám sát hụt lúc vận động tranh cử ở bang Pennsylvania, Ông Musk đã viết trên mạng xã hội X rằng tôi hoàn toàn ủng hộ cựu Tổng thống Trump và hy vọng ông ấy sẽ nhanh chóng hồi phục. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ được tổ chức vào ngày 5 tháng 11. Phó Tổng thống đương nhiệm Kamala Harris, ứng cử viên của Đảng Dân Chủ và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa đều đang vận động tranh cử. Trước đó, ứng cử viên Tổng thống độc lập Robert F. Kennedy Jr tuyên bố rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng và ủng hộ ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump. Ông Kennedy cho biết đã gặp cựu Tổng thống Trump nhiều lần và đạt được sự đồng thuận về các vấn đề như an ninh biên giới, quyền tự do ngôn luận, chấm dứt xung đột. Ông Kennedy phát biểu trong cuộc họp báo rằng vẫn còn bất đồng về nhiều vấn đề và cách tiếp cận, nhưng chúng tôi lại thống nhất quan điểm về các vấn đề quan trọng khác. Theo khảo sát của Real Clear Politics, Phó Tổng thống Mỹ đang dẫn trước ông Donald Trump trên toàn quốc với tỷ lệ 0,5%. Cuộc thăm dò của New York Times, Siena cho thấy bà Harris dẫn trước ông Trump 4 điểm tại tiểu bang Pennsylvania, Michigan và Wisconsin. Đến thời điểm hiện tại, ông Donald Trump vẫn chưa tranh luận trực tiếp với bà Kamala Harris sau khi Tổng thống Joe Biden rút lui khỏi cuộc đua Tổng thống Mỹ. Hồi cuối tháng 6, cựu Tổng thống Donald Trump đối đầu với ông Joe Biden trong cuộc tranh luận dẫn đến việc ông Biden rút lui khỏi cuộc đua Tổng thống Đầu tháng này, chiến dịch tranh cử của bà Kamala Harris tuyên bố họ chỉ cam kết tổ chức hai cuộc tranh luận giữa ứng viên tổng thống và một cuộc tranh luận ứng viên phó tổng thống. Theo Sky News, ứng viên tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa, Donald Trump, từng tuyên bố với các nước thành viên NATO không chi đủ tiền cho quốc phòng rằng ông sẽ để Nga làm bất cứ điều gì nước này muốn và đe dọa rút Mỹ khỏi liên minh. Sự không chắc chắn về lập trường của ông Trump liên quan đến Ukraine càng tăng lên sau khi ông chọn phó tướng là ông James David Vance, người chỉ trích mạnh mẽ việc chính quyền của ông Biden viện trợ cho Ukraine. Tuy nhiên mới đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiết lộ, ông chỉ nhận được các thông điệp tích cực từ phía ông Trump về Ukraine trong cuộc điện đàm vào tháng trước. Ông Zelensky nói, tôi chỉ nhận được các thông điệp rằng ông ấy sẽ ủng hộ Ukraine và sẽ làm mọi thứ để dừng cuộc xung đột. Người đứng đầu Ukraine nói thêm ông Trump đã đảm bảo với ông rằng sẽ làm mọi thứ có thể để Ukraine độc lập, châu Âu và tự do. Đó là những thông điệp tôi nhận trực tiếp từ ông Trump. Chúng tôi sẽ gặp nhau vào tháng 11, sau khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra. Trong cuộc điện đàm đầu tiên vào tháng 7 vừa rồi với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, kể từ khi cựu Tổng thống Mỹ kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2021, cựu Tổng thống Mỹ cũng đã khẳng định ông sẽ chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine thậm chí cả trước khi ông nhậm chức vào tháng 1 năm 2025, nếu ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 năm nay. Ông Trump cho biết, với tư cách là Tổng thống Mỹ, ông sẽ mang lại hòa bình cho thế giới và chấm dứt cuộc xung đột đã cướp đi rất nhiều sinh mạng. Cả hai bên có thể đến với nhau và đàm phán một thỏa thuận chấm dứt bạo lực và mở đường hướng tới thịnh vượng. Trước đó, thành viên Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ, ông Michael Walsh cho biết, ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa, ông Donald Trump, có chiến lược thúc giục Nga và Ukraine ngồi vào bàn đàm phán để chấm dứt xung đột Ukraine. Khi được hỏi về khả năng cựu Tổng thống Donald Trump có thể giúp kết thúc cuộc xung đột ở Ukraine, ông Walsh đáp, ông ấy cho biết sẽ nói với chính phủ Ukraine rằng họ cần phải ngồi vào bàn đàm phán, hoặc thế là hết. Vì vậy, tôi nghĩ ông ấy có một chiến lược chung trong đầu, đưa cả hai bên vào bàn đàm phán theo cách hợp lý để đàm phán ngoại giao nhằm bác lại giải pháp cho cuộc xung đột này. Ông Walsh đồng thời cho rằng, Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden và bà Kamala Harris đã thất bại vì thiếu chiến lược trong cuộc xung đột Ukraine. Cựu Tổng thống Mỹ và ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump đề cập đến xung đột Nga-Ukraine trong cuộc phỏng vấn kéo dài 1 giờ vào ngày 26 tháng 8 theo giờ địa phương. Chương trình được giới thiệu là những câu chuyện không qua kiểm duyệt về các sự kiện anh hùng và các vấn đề thế giới hiện tại do cựu lính biệt kích hải quân siêu của Mỹ, ông Sean Ryan, làm người dẫn. Ông Trump nói trong chương trình rằng quân đội Nga là những chiến binh mùa đông tuyệt vời. Họ đánh bại Đức và Napoleon. Họ không dễ bị khuất phục. Nga có lực lượng quân sự hùng mạnh, còn Ukraine thì không. Nhưng chúng ta đang viện trợ cho Ukraine rất nhiều tiền. Theo ước tính của Viện nghiên cứu Kiel của Đức theo dõi các khoản viện trợ, Mỹ và các đồng minh đã chuyển hơn 400 tỷ đô la Mỹ viện trợ cho Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra vào năm 2022 trong đó có hơn 120 tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự trực tiếp. Không đi sâu vào chi tiết, ông Trump phản đối việc Mỹ chiếm phần lớn khoản viện trợ quân sự với lý do các thành viên châu Âu của NATO cần phải chia đều khoản đóng góp. Ông Trump nói thêm, cuộc chiến đó tàn khốc hơn nhiều so với những gì mọi người biết, đồng thời hứa sẽ giải quyết cuộc xung đột này với tư cách là tổng thống đắc cử mà không cần chờ đến lễ nhậm chức vào tháng 1 năm 2025. Cựu Tổng thống Trump nhiều lần lập luận rằng xung đột sẽ không nổ ra nếu ông vẫn ở Nhà Trắng. Ông cũng tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga-Ukraine trong vòng 24 giờ. Đây không phải là lần đầu tiên ông Trump ca ngợi khả năng chiến đấu của quân đội Nga. Lần đầu ông đề cập đến vấn đề này trong buổi giao lưu trực tuyến trên Fox News vào tháng 2, sau đó lại nhắc lại vào tháng 7 khi kể lại cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky khi được người dẫn chương trình Ryan hỏi sẽ chi tiêu bao nhiêu cho gói 175 tỷ đô la Mỹ mà Quốc hội Mỹ đã phân bổ viện trợ cho Ukraine, ông Trump chỉ nói rằng Mỹ hiện có hơn 30.000 tỷ đô la Mỹ nợ quốc gia. Cựu tổng thống Mỹ cũng bày tỏ sự tiếc nuối vì lầu năm góc đã làm cạn kiệt kho vũ khí dự trữ mà ông dày công xây dựng trong suốt thời gian tại nhiệm. Ông Trump nói, họ đã đưa tất cả cho Ukraine, giờ thì chúng ta lại không còn đạn dược nữa. Theo đài truyền hình CNN, phó tổng thống Harris đã tổ chức buổi đào tạo tranh luận chính thức đầu tiên của mình tại Đại học Harvard, trường đại học có tiếng trong lịch sử dành cho người da màu ở thủ đô Washington DC. Trong khi đó, cựu tổng thống Trump đã nhờ một trong những đối thủ cũ của phó tổng thống là ông Tulsi Gabbard, người trước đây từng tranh cử tổng thống với tư cách là thành viên Đảng Dân chủ vào năm 2020 hỗ trợ. Sau nhiều lần có những tuyên bố trái ngược, tuần trước cả hai ứng viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ đã đồng ý tổ chức vòng tranh luận vào ngày 10 tháng 9. Đài truyền hình tổ chức ABC thông báo sự kiện sẽ được diễn ra tại Trung tâm Hiến pháp Quốc gia ở bang Philadelphia. Đội ngũ chiến dịch của bà Harris đang tất bật chuẩn bị cho bà có phần tranh luận tốt nhất trong ngày 10 tháng 9 tới. Theo CNN, bà Harris chưa bước lên sân khấu tranh luận nào kể từ khi đối mặt với cựu phó tướng của ông Trump là ông Mike Pence vào năm 2020, trong buổi đào tạo tranh luận tại Đại học Harvard, một nhóm cố vấn của Đảng Dân chủ đã tham gia cùng bà Harris, bao gồm ông Philip Rines, trợ lý lâu năm của cựu ứng viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton. Ngoài ông Rines, bà Karen Dun, người đã giúp bà Harris chuẩn bị cho cuộc tranh luận Phó Tổng thống vào năm 2020, cũng đang tham gia vào quá trình chuẩn bị tranh luận theo các nguồn tin. Các cựu trợ lý của bà Harris là bà Rohini Kosoklu và ông Sean Clark cũng tham gia vào quá trình này. Về phần mình, ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump lựa chọn việc khôi phục cách tiếp cận được triển khai trong cuộc tranh luận vào tháng 6. Ông tham gia vào các phiên họp chính sách ít chính thức hơn với các trợ lý thân cận, cố vấn và đồng minh giữa các lần xuất hiện trong chiến dịch và những lần đi đánh gôn. Sự tham gia của ông Gabbard đã được người phát ngôn chiến dịch tranh cử của ông Trump là bà Caroline Levitt xác nhận với đài truyền hình CNN. Sau khi rời đảng Dân Chủ vào năm 2022, ông Gapak đã trở thành một trong những người bạn đồng hành tiềm năng của ông Trump. Sự quan tâm của ông Trump đối với ông Gapak trước thềm đối mặt với đối thủ Harris vào tháng tới xuất phát từ màn tranh luận trong cuộc đua năm 2020 của hai ứng viên đảng Dân Chủ. Vào thời điểm đó, bà Harris đã chỉ trích quan điểm chính sách đối ngoại của ông Gapak trong khi ông Gapak lên án những vụ án mà bà Harris tham gia khi là công tố viên. Trong một tuyên bố, người phát ngôn Levitt cho hay, cựu Tổng thống không cần chuẩn bị tranh luận theo cách truyền thống, nhưng sẽ tiếp tục gặp gỡ các cố vấn chính sách và những người có khả năng ăn nói hiệu quả như ông Tulsi Gabbard, người đã thành công áp đảo bà Kamala Harris trên sàn đấu tranh luận. Kênh CNN dẫn tiết lộ từ một cố vấn cho chiến dịch tranh cử của ông Trump cho biết lịch trình sắp tới của cựu Tổng thống Mỹ sẽ điều chỉnh so với trước đây. Dự kiến từ giờ đến ngày 5 tháng 11, ông Trump sẽ tổ chức một số buổi vận động tranh cử vào mỗi tuần nếu không muốn nói là hàng ngày. Sự tăng tốc trên diễn ra khi cựu Tổng thống 78 tuổi đồng thời chuẩn bị cho cuộc tranh luận ngày 10 tháng 9 tới với Phó Tổng thống Kamala Harris, ứng cử viên của Đảng Dân Chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. Ông Trump được cho là đang âm thầm thảo luận chính sách với các nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa các chuyên gia chính sách cùng các đồng minh khác nhằm nghiên cứu đối thủ và điều chỉnh thông điệp tranh cử trong bối cảnh mới. Thậm chí, một số nguồn tin tiết lộ, cựu nghị sĩ Đảng Dân chủ Tulsi Gabbard đã hỗ trợ ông Trump ở hậu trường, là một trong những người từng tranh luận trực tiếp với bà Harris tại vòng bầu cử tổng thống sơ bộ của Đảng Dân chủ năm 2020. Bà Gabbard được tin tưởng có thể nắm được điểm yếu trong phong cách tranh luận của Phó Tổng thống Mỹ. Sau nhiều lần thảo luận, gần đây, ông Trump và bà Harris đã đồng ý tổ chức cuộc tranh luận vào ngày mùng 10 tháng 9, như đội ngũ của ông Trump và ông Biden sắp xếp trước đó, đài ABC là cơ quan truyền thông tổ chức cuộc tranh luận này. ABC thông báo cuộc tranh luận sẽ được tổ chức tại trung tâm hiến pháp quốc gia ở thành phố Philadelphia thuộc bang Pennsylvania, nước Mỹ. Trong cuộc thăm dò những cử tri đã đăng ký trên toàn quốc được Trường luật Market công bố vào tháng 8, bà Harris dẫn trước ông Trump 4%. Cuộc tranh luận sắp tới có thể là cơ hội để ông Trump thể hiện và thu hút sự ủng hộ đang nghiêng về bà Harris. Theo tiết lộ của một số cố vấn cấp cao, chiến dịch tranh cử của ông Trump hiện xem giai đoạn sau đại hội toàn quốc của Đảng Dân chủ là cuộc chạy nước rút toàn diện đến tháng 11. Trước mắt, ông Trump sẽ tập trung vào các bang chiến địa như Bắc Carolina hay Pennsylvania, những nơi việc bỏ phiếu sớm và qua thư được tiến hành sớm nhất, cũng như các bang vốn ngả hẳn về một phía như Minnesota hay Florida. Giống như những gì đã làm trong tuần qua, cựu Tổng thống Trump dự kiến tổ chức các sự kiện nhỏ bên cạnh những buổi meeting lớn. Những sự kiện sẽ tập trung làm rõ một số điểm trong các chính sách của ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa. Tuy nhiên, các nỗ lực trên không phải không có hạn chế. Những người hiểu rõ nhất về cựu Tổng thống Mỹ từ lâu thừa nhận khuynh hướng bất tuân kịch bản và tính khí thất thường của ông Trump là khó thay đổi. Đối với ứng cử viên Harris, những tuần tới áp lực sẽ ngày càng tăng trong việc trình bày chi tiết hơn các kế hoạch của bà nhằm giải quyết những vấn đề lớn nhất mà đất nước đang phải đối mặt, bao gồm nhập cư, biến đổi khí hậu, bạo lực súng đạn và tội phạm. Bà chắc chắn sẽ được yêu cầu nêu rõ học thuyết chính sách đối ngoại và nêu chi tiết hơn về cách bà có thể xử lý một loạt các điểm nóng nước ngoài. Hiện tại, nhóm của bà dường như không vội vàng đưa ra các báo cáo chính sách hoặc lên lịch trình xuất hiện chính sách. Theo kênh CNN của Mỹ, Căng thẳng giữa Israel và Hezbollah đã tăng cao sau khi Hezbollah thực hiện một cuộc tấn công lớn, phóng hàng trăm thiết bị bay không người lái UAV và tên lửa Katyusha nhắm vào các mục tiêu quân sự của Israel ở miền Bắc nước này và Cao nguyên Golan do Israel kiểm soát. Đáp trả lại, Israel cũng đã tấn công phủ đầu các bệ phóng tên lửa của Hezbollah ở Liban, khiến nhiều người thiệt mạng, bao gồm cả thành viên của phong trào Hezbollah. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Charles Brown đã đưa ra nhận định đáng chú ý về tình hình Trung Đông sau màn ăn miếng trả miếng dữ dội trên giữa Israel và Hezbollah. Ông Charles Q. Brown nhận định nguy cơ xảy ra cuộc xung đột lớn hơn ở Trung Đông trong tương lai gần đã giảm bớt phần nào sau màn trả đũa lẫn nhau mới nhất giữa lực lượng vũ trang Hezbollah, Liban và Israel. Ông Brown cũng lưu ý rằng cuộc tấn công của Hezbollah chỉ là một trong hai cuộc tấn công lớn đe dọa Israel trong những tuần gần đây. Iran cũng đang đe dọa tấn công Israel nhằm trả đũa vụ lãnh đạo chính trị Hamas, ông Ismail Haniyeh bị ám sát tại Tehran. Theo ông, nguy cơ trước mắt về một cuộc xung đột khu vực tùy thuộc vào cách điều thứ hai sẽ xảy ra. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cũng lưu ý rằng cách phản ứng của Iran sẽ quyết định cách phản ứng của Israel, từ đó quyết định liệu có xảy ra xung đột rộng lớn hơn trong khu vực hay không. Theo tờ Jerusalem Post của Israel, mặc dù nguy cơ về một cuộc xung đột toàn diện Giữa Israel và Hezbollah đã giảm xuống nhưng mối đe dọa vẫn còn. Hezbollah đã nhiều lần tuyên bố sẽ tấn công các trung tâm đô thị lớn của Israel nếu Beirut bị tấn công. Tuy nhiên, các cuộc tấn công của Hezbollah vẫn chủ yếu tập trung vào khu vực biên giới, nơi đã chứng kiến nhiều cuộc giao tranh trong suốt từ tháng 10 năm 2023. Điều này cho thấy Hezbollah có thể đang cố gắng tránh một cuộc xung đột lớn hơn nhưng vẫn sẵn sàng tấn công Israel nếu cần thiết. Hezbollah có ít thứ để mất hơn Israel trong cuộc xung đột này. Liban, nơi Hezbollah hoạt động, đã gần như phá sản và nhóm vũ trang này dường như không gặp phải hậu quả chính trị nội bộ nào do các hành động của mình. Ngược lại, Israel phải đối mặt với những thiệt hại đáng kể về dân cư và cơ sở hạ tầng ở miền Bắc, gây ra sự bất ổn lớn cho các cộng đồng tại đây. Nhìn chung, Trung Đông với những xung đột phức tạp và các mối quan hệ quyền lực đan xen vẫn là một khu vực đầy bất ổn. Cuộc đối đầu giữa Israel và Hezbollah có thể đã tạm thời lắng dịu, nhưng mối đe dọa từ Hezbollah và Iran vẫn tồn tại và khả năng bùng phát một cuộc xung đột toàn diện trong tương lai vẫn là điều không thể loại trừ. Theo hãng thông tấn TASS, đại sứ Palestine tại Nga, ông Abdel Hafiz Nofan cho biết Palestine sẽ nộp đơn xin gia nhập nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS sau hội nghị thượng đỉnh của nhóm vào tháng 10 tại Kazan, Nga. Ông Nofan nói, sau lần đầu tiên tham gia hội nghị thượng đỉnh, chúng tôi sẽ gửi đơn xin gia nhập BRICS. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hứa rằng sẽ dành hẳn một phiên họp tại thượng đỉnh cho Palestine. Chúng tôi có kỳ vọng tích cực nhất từ hội nghị thượng đỉnh này. Theo ông Nofan, lời mời Palestine tới hội nghị thượng đỉnh Kazan là một thông điệp tích cực và là biểu tượng ủng hộ người dân Palestine. Trước đó, Tổng thống Nga Putin đã mời Tổng thống Palestine, ông Mahmoud Abbas, dự hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Kazan. Hồi đầu tháng 8, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã hội đàm với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas trong chuyến thăm Nga, thời điểm đó, tổng thống Putin nhấn mạnh Nga có mối quan hệ lâu dài và sâu sắc với thế giới Ả Rập nói chung, Palestine nói riêng và Nga luôn ủng hộ một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Palestine Israel. Ông Putin khẳng định quan điểm của Nga là để đảm bảo hòa bình lâu dài, đáng tin cậy và ổn định ở Trung Đông, cần phải thực hiện các quyết định liên quan đến việc hình thành và thành lập một nhà nước Palestine độc lập. Về phần mình, tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cho biết, quan hệ Palestine Nga là quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn kết từ lâu. Nga là một trong những người bạn thân thiết nhất của nhân dân Palestine. Tổng thống Mahmoud Abbas nhấn mạnh, Palestine đã, đang và sẽ tham khảo ý kiến của Nga trong giải quyết xung đột với Israel. Tổng thống Mahmoud Abbas khẳng định, Palestine sẽ luôn ủng hộ, sát cánh với Nga và hy vọng Nga sẽ tiếp tục ủng hộ Palestine. Nga đã tiếp quản vị trí chủ tịch BRICS trong gần một năm vào ngày 1 tháng 1 năm 2024. Với vai trò này, Nga sẽ chủ trì và tham gia điều hành hơn 250 sự kiện khác nhau, trong đó Hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Kazan vào tháng 10 năm 2024 là sự kiện chính. Kể từ khi thành lập vào năm 2006, BRICS đã trải qua hai giai đoạn mở rộng. Năm 2011, Nam Phi đã gia nhập cơ chế ban đầu, bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc. Vào ngày 1 tháng 1 năm 2024, năm thành viên mới chính thức gia nhập BRICS, cụ thể là Ai Cập, Iran, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Ả Rập Xê Út và Ethiopia. Theo giới quan sát, dù khả năng tham gia của Palestine còn xa vời, BRICS có thể thúc đẩy vấn đề nhà nước Palestine trở lại sân khấu trung tâm quốc tế. Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhiều năm qua gián đoạn do Mỹ và Israel từ bỏ tiến trình hòa bình. Thay vào đó, Washington nhấn mạnh vào việc thúc đẩy trung gian cho các thỏa thuận bình thường hóa hòa bình giữa Israel và các quốc gia Ả Rập. Israel mới đây đã không kích dữ dội vào miền Nam Liban và tuyên bố đây là cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào Hezbollah. Hezbollah cũng phóng hàng loạt thiết bị bay không người lái và rocket tấn công Israel. Đây là diễn biến gia tăng căng thẳng mới nhất ở biên giới Israel, Liban. Trên thực tế, khu vực này đã ghi nhận nhiều cuộc đụng độ trong hơn 7 thập niên. Liban giành được độc lập từ thực dân Pháp vào năm 1943. Chính phủ Liban luôn đại diện cho nhiều nhóm tôn giáo và sắc tộc khác nhau. Năm 1947, Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết xóa bỏ quyền ủy trị của Anh ở Palestine để chia cắt vùng đất Palestine thành hai quốc gia độc lập, một của người Do Thái và một của người Ả Rập Palestine. Tuy nhiên, nhiều quốc gia Ả Rập phản đối và không chấp nhận kế hoạch này. Nhà nước Israel được thành lập vào ngày 14 tháng 5 năm 1948. Ai Cập, Syria, Jordani, Iraq và Liban tuyên chiến với nhà nước mới dẫn đến bạo lực. Trong xung đột năm 1948, xung quanh việc thành lập nhà nước Israel, ước tính có hàng trăm nghìn người Palestine đã bị trục xuất hoặc chạy trốn khỏi khu vực ngày nay là Israel. Người Palestine gọi sự kiện này là Nakba, tiếng Ả Rập có nghĩa là thảm họa. Cuộc xung đột tiếp diễn cho đến đầu năm 1949, khi Israel và các quốc gia Ả Rập, bao gồm cả Liban, thống nhất về các đường ranh giới đình chiến chính thức. Thỏa thuận này dẫn đến đường ranh giới xanh hay đường biên giới đình chiến năm 1949. Hầu hết các quốc gia Ả Rập đều khẳng định rằng đường ranh giới này chỉ là tạm thời đến cuối cuộc xung đột, Israel nắm giữ khoảng 40% diện tích ban đầu được phân định cho người Palestine theo kế hoạch phân chia của Liên Hợp Quốc năm 1947. Năm 1949, Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine UNRWA được thành lập để giúp đỡ họ. Vào năm 1967, căng thẳng giữa Israel và các nước láng giềng Ả Rập gia tăng với Ai Cập, Syria cùng Jordani tổng động viên chống lại Israel – sau cuộc tấn công phủ đầu của Israel vào không quân Ai Cập, Israel đã đánh bại ba quốc gia Ả Rập này trong cuộc xung đột được gọi là chiến tranh 6 ngày. Khi đó, Israel kiểm soát bờ Tây và giải Gaza. Liban không tham gia vào cuộc xung đột, nhưng hàng nghìn người tị nạn Palestine đã chạy trốn qua biên giới vào quốc gia này. Năm 1969, Liban đồng ý để Tổ chức Giải phóng Palestine, PLO, quản lý 16 trại tị nạn người Palestine tại Liban. Một năm sau đó, PLO chuyển trụ sở chính từ Jordani đến thủ đô Beirut của Liban. PLO cũng thay đổi trụ sở cánh vũ trang đến miền nam Liban. Điều này châm ngòi gia tăng xung đột xuyên biên giới giữa Liban và Israel. Năm 1978, Israel tấn công miền nam Liban, truy đuổi các tay súng Palestine vẫn tiếp tục tiến hành đột kích xuyên biên giới. Quân đội Israel tiến xa đến tận sông Litani, cách biên giới khoảng 29 km. Vào tháng 6 năm 1982, Israel lại tấn công Liban nhằm mục đích xóa sổ PLO. Khi đó, nội chiến Liban năm 1975 đến năm 1990 diễn ra, Israel cũng bắt đầu tài trợ và huấn luyện một lực lượng dân quân người Liban cơ đốc giáo có tên là Quân đội Nam Liban SLA. Đến ngày 1 tháng 9 năm 1982, PLO rút khỏi Liban. Ngày 14 tháng 9 năm 1982, Tổng thống Liban khi đó là ông Bachir Gemajan bị ám sát tại Beirut. Israel kiểm soát phía tây Beirut và ngăn không cho người dân được rời khỏi các trại tị nạn. Quân đội Israel bao vây trại tị nạn Sabra và Satila đồng thời che chở cho đồng minh của họ, lực lượng dân quân cánh hữu Liban có tên là Phalange tiến hành thảm sát. Từ ngày 16 đến 18 tháng 9 năm 1982, Phalange đã sát hại hàng trăm người dân thường. Vụ việc này được gọi là thảm sát Sabra và Shatila. Đến tháng 2 năm 1983, Liên Hợp Quốc kết luận chính quyền và quân đội Israel có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến vụ thảm sát Sabra và Satila. Sau 3 năm, cuối cùng Israel đã rút khỏi khu vực Beirut và trở về sông Litani nằm giữa con sông và biên giới Israel. Tel Aviv lập luận rằng họ cần một vùng đệm an ninh tại đó để bảo vệ người dân thường Israel ở các thị trấn biên giới. Họ thực hiện điều này với sự giúp đỡ của SLA. Trong những năm tiếp theo, người Israel trong vùng đệm an ninh trở thành mục tiêu tấn công của các tay súng ở Liban. Năm 2000, Israel rút khỏi lãnh thổ Liban theo nghị quyết 425 năm 1978 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Mới đây, kênh truyền hình al News TV đã dẫn lời một nguồn tin cấp cao nêu rõ Ai Cập đã nhắc lại với tất cả các bên rằng họ sẽ không chấp nhận bất kỳ sự hiện diện nào của Israel dọc theo hành lang Philadelphia chiến lược ở biên giới giữa giải Gaza và nước này. Ai Cập là một trong những bên trung gian hòa giải quan trọng trong các nỗ lực thúc đẩy việc đạt được lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas tại Gaza, một điểm bế tắc chính trong cuộc đàm phán ngừng bắn ở giải Gaza do Mỹ, Ai Cập và Qatar làm trung gian là việc Israel muốn hiện diện tại hành lang Philadelphia, một giải đất hẹp dài 14,5 km dọc biên giới phía nam của Gaza với Ai Cập. Các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn cũng kêu gọi Israel rút quân khỏi cửa khẩu Rafah, cửa khẩu duy nhất từ lãnh thổ Palestine không do Israel trực tiếp kiểm soát. Trước đó vào tháng 7, phía Cairo đã từng yêu cầu Israel rút quân hoàn toàn khỏi hành lang Philadelphia nằm trên biên giới Ai Cập, giải Gaza. Ngoài ra, thời điểm đó Cairo còn nhấn mạnh sự cần thiết của việc rút lực lượng Israel khỏi cửa khẩu biên giới Rafah bên phía Palestine để có thể mở cửa trở lại tuyến đường bộ duy nhất nối giải Gaza với thế giới bên ngoài, đồng thời cho rằng chỉ người Ai Cập và Palestine mới có quyền quản lý cửa khẩu này. Một tháng sau đó, thêm một lần nữa Ai Cập tái khẳng định quyết tâm của mình về việc Israel phải rút quân hoàn toàn khỏi cửa khẩu Rafah và hành lang Philadelphia. Tuyên bố của nguồn tin cấp cao Ai Cập cũng khẳng định các thông tin do truyền thông Israel đưa ra trước đó rằng Ai Cập đã đồng ý để Israel tiếp tục hiện diện quân sự tại hành lang Philadelphia là hoàn toàn sai lệch. Tuyên bố lần này được đưa ra trong bối cảnh Ai Cập, Qatar và Mỹ tăng cường nỗ lực làm trung gian để đạt được lệnh ngừng bắn trong cuộc xung đột kéo dài tại Gaza. Vào tháng 5, Israel đã phát động chiến dịch tấn công Rafah, lần đầu tiên kiểm soát khu vực biên giới của Palestine nằm giữa Gaza và Ai Cập, kể từ khi Tel Aviv rút binh lính và người định cư khỏi giải đất này vào năm 2005. Ai Cập đã nhiều lần cảnh báo Israel về việc kiểm soát hành lang Philadelphia sẽ vi phạm Hiệp ước Hòa bình Năm 1979, Ai Cập cũng bác bỏ đề xuất của Israel về sự phối hợp giữa Israel và Ai Cập để kiểm soát cửa khẩu Rafah, nhấn mạnh rằng cửa khẩu này phải do Ai Cập và chính quyền Palestine quản lý. Mới đây, người phát ngôn của Tổng thống Palestine, Bộ trưởng Bộ Thông tin Nabin Abu Rudeine đã lên án phát biểu của Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir về việc xây dựng một giáo đường Do Thái bên trong khuôn viên nhà thờ Hồi giáo al mà Israel gọi là núi đền. Theo hãng thông tấn Wafa, Bộ trưởng Rudene nhấn mạnh người dân Palestine sẽ không chấp nhận bất kỳ hành động xâm phạm danh giới đỏ, nhà thờ Hồi giáo al linh thiêng. Ông cáo buộc Tel Aviv đang tìm cách kéo khu vực này vào một cuộc xung đột tôn giáo, gây tác động tiêu cực tới tất cả mọi người, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động ngay lập tức để kiềm chế chính quyền Israel và buộc họ phải tuân thủ nguyên trạng pháp lý cũng như lịch sử tại Jerusalem. Trong khi đó, văn phòng thủ tướng Israel ra thông cáo báo chí nhấn mạnh không có sự thay đổi nào về nguyên trạng ở núi đền, tức An Qasá. Khu phức hợp nhà thờ hồi giáo An Qasá, mà Israel gọi là núi đền, có ý nghĩa thiêng liêng đối với cả người hồi giáo và người Do Thái. Từ lâu, nơi đây đã là điểm nóng giữa hai bên. Theo nguyên trạng, các tín đồ không phải người hồi giáo có thể đến thăm công trình này ở trung tâm thành cổ Jerusalem nhưng không được phép cầu nguyện hoặc trưng bày các biểu tượng tôn giáo ở đó. Tuy nhiên trong phát biểu gần đây, Bộ trưởng Ben-Gvir tuyên bố người Do Thái có thể cầu nguyện tại đây, khiến chính quyền Palestine bất bình. Hãng thông tấn thổ nhĩ kỳ Anadolu cũng đưa tin Bộ Ngoại giao Ai Cập đã lên án mạnh mẽ những phát biểu của Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir về kế hoạch xây dựng giáo đường Do Thái trên. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ai Cập nêu rõ Israel phải chịu trách nhiệm pháp lý về việc tuân thủ nguyên trạng tại nhà thờ hồi giáo Al-Qassah và tôn trọng các địa điểm linh thiêng của hồi giáo và thiên chúa giáo. Ai Cập đồng thời kêu gọi Israel tuân thủ các nghĩa vụ của mình với tư cách là một thế lực chiếm đóng và chấm dứt các tuyên bố không thiện chí nhằm mục đích gia tăng căng thẳng trong khu vực. Theo Cairo, những tuyên bố vô trách nhiệm như vậy liên quan các địa điểm linh thiêng của Hồi giáo và Thiên Chúa giáo ở các vùng lãnh thổ của Palestine chỉ làm phức tạp thêm tình hình trong khu vực, cản trở nỗ lực đã được thỏa thuận ngừng bán ở giải Gaza và gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đến tương lai của giải pháp cuối cùng cho vấn đề Palestine dựa trên giải pháp hai nhà nước và việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập dọc theo đường biên giới ngày 4 tháng 6 năm 1967 với Đông Jerusalem là thủ đô. Dẫn lời một quan chức cấp cao của Israel, Trang Asius -e đưa tin, Tel Aviv đã thông báo trước cho Mỹ về kế hoạch tấn công Liban đêm ngày 24 tháng 8. Hãng tin Asius dẫn lời vị quan chức giấu tên cho hay, Israel đang hành động đơn độc chống lại Hezbollah, nhưng phối hợp chặt chẽ với Mỹ Thông tin cập nhật về cuộc xung đột mà chính quyền Tổng thống Joe Biden nhận được không phải là vào phút thứ 90. Vị quan chức này nói thêm rằng, theo chỉ đạo của ông Biden, các quan chức cấp cao của Mỹ đã liên tục trao đổi với các đối tác Israel. Ông nói, chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ quyền tự vệ của Israel và chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực vì sự ổn định của khu vực. Trước đó, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Charles Brown, đã tới Israel để hội đàm với các quan chức quốc phòng nước này. Cùng thời điểm, Lầu Năm Góc cho hay, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cũng đã điện đàm với người đồng cấp Israel Yoav Gallant và nhấn mạnh rằng Washington quyết tâm hỗ trợ quốc phòng cho Tel Aviv. Ông Austin cũng ra lệnh cho hai nhóm tác chiến tàu sân bay ở lại khu vực. Tuyên bố từ Bộ Quốc phòng cho biết, ông Gallant đã điện đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và thông báo tóm tắt về các cuộc không kích của lực lượng phòng vệ Israel. Họ đã thảo luận về tầm quan trọng của việc ngăn chặn cuộc chiến gia tăng ra toàn khu vực. Ông Gallant nhấn mạnh quân đội Israel quyết tâm bảo vệ công dân Israel và sẽ sử dụng mọi biện pháp có thể để loại bỏ các mối đe dọa sắp xảy ra. Ngày 25 tháng 8, đánh dấu màn đáp trả dữ dội nhất giữa Israel và Hezbollah kể từ thời điểm xung đột ở giải Gaza nổ ra. Hezbollah cho biết, lực lượng này đã nã hơn 320 tên lửa và phóng hàng chục thiết bị bay không người lái về phía Israel để trả đũa cho vụ giết hại chỉ huy cấp cao Fuad Shuk tại Beirut vào tháng trước. Quân đội Israel nói rằng nước này đã bắn trúng hơn 1.000 quả đạn của Hezbollah nhằm vào miền Bắc và miền Trung Israel. Vài giờ sau các cuộc không kích, các nhà hòa giải Israel đã đến Cairo để đàm phán với Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA Bin Thủ tướng Qatar và Giám đốc Tình báo Ai Cập về thỏa thuận giải thoát các con tin đang bị Hamas giam giữ và thiết lập lệnh ngừng bắn ở Gaza. Giới chức Israel cho biết, đây cũng là một cách để báo hiệu rằng, đối với Israel, cuộc tấn công đã kết thúc và họ không quan tâm đến việc leo thang thêm nữa. Tuy nhiên, các quan chức Israel và Mỹ cho biết, các cuộc tấn công vào sáng ngày 25 tháng 8 chỉ là màn mở đầu. Iran vẫn chưa trả đũa vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh ở Tehran. Giới chức dự đoán, dù đã chỉ hoãn trong nhiều tuần, Iran có thể phản ứng trong những ngày và tuần tới.